Rồi, ok anh em. Máy xóm hay chơi Tết nha. Cho anh em Tết kiếm tiền lì xì nha. Ở đâu còn người lì xì là ở đó sẽ có mặt anh em liền nha. Một phát một tới nơi nha. Xóm hay dành đồn nha anh em. Thì dành đồn thì được gọi là tự do nha. Lại tiếp tục là đây tới nha, giải pháp cho anh em. Rồi ok anh em, 60 hay tự do đã được lên bài nha. Em nó là vô súng nha, Tuấn có hai hệ cho anh em chơi. Anh em thích VD 168 thì Tuấn sẽ đáp ứng cho anh em VD 168. Anh em thích tăng tiến thì Tuấn sẽ đáp ứng cho anh em bộ tăng tiến nha. Có hai hệ cho anh em thích hệ nào cũng được. Còn thôi anh em ra tiệm mua, tiệm nào cũng có bán nha. Rồi bình bông Nhật nha anh em. Rồi thì không để anh em chờ đợi nha, Tửng sẽ cho em nó bật khóc chào đây. Thì anh em nhìn thấy cái củ đề của em nó nha, đây là anh em biết rồi, em nó sẽ không đạp nha. Nếu như anh em thích thì những con xe mà đi bài lớn thì Tuấn luôn khuyên anh em chịu khó chơi đạp, nó sẽ ok hơn, nó có nhiều cái thế ok hơn lắm đó. Còn ngoài ra những anh em lại muốn đời thích đời thì cũng được thôi ha. Nói chung thì mỗi một cái cấu hình có đời và không đời nó cũng sẽ có khác nhau một tí nha anh em. Rồi bây giờ thì Tuấn sẽ cho em bà khóc chào đời nha. Ê tắt. Và đây là nút đời của em nó nha. Một phát một. Tay với gan ti nha anh em. Như biển lặng luôn nha anh em. Chứ có anh em nào vô comment biển lặng gì thì nếu mà anh em đó thích biển động thì cứ alo thẳng cho Tuấn nha.
Rồi, tất cả những con xe của Tuấn làm, Tuấn tuyên bố cho anh em thẳng luôn, Tuấn không ngại luôn, tuyên bố một lần nữa cho anh em luôn, đó là những con xe chỉ chở rau thôi nha anh em, chứ không có tuyên bố vấn đề gì hết, chở rau là chính nha. À, nó không dám nói về vấn đề đấu đá hơn thua nhau ha. Có những anh em vô hỏi chạy không, chạy không, chạy cái con cặt nè, kiếm chỗ khác mà chạy. Đây là lò cù bắp làm xe chở rau, kiếm những cái lò lớn á mà vô đấu đá với người ta ngon đi. Sài Gòn này rất là nhiều lò mạnh, ngon kiếm những cái lò mạnh mà vô khiều. Còn ở đây đó, lò ở đây là không phải cái lò, ở đây là chỗ làm xe để chở rau cho anh em nha. Đó là chính, kiếm cơm là chính chứ không kiếm mối nha. Kiếm mối đi, kiếm những cái lò khác mạnh mà kiếm. Còn ở đây Tuấn chỉ chở rau thôi, đó làm cho anh em chở rau, kiếm cơm là chính, nuôi heo là chính nha. Nói không với đấu đá nha. Thành đó, Tuấn thì Tuấn lớn tuổi rồi, có tuổi rồi, u 40 mấy, gần 50 rồi, cho nên Tuấn không có chơi với cái hại mà đấu đá trẻ trâu đâu nha. Muốn đấu đá, muốn chơi, muốn chạy tiền, trời ơi, cái đất Sài Gòn này lò rất là nhiều, anh em ở đâu không cần biết đó, đất Sài Gòn này lò rất là nhiều, có những anh em cũng ở Sài Gòn luôn cũng vậy. Hãy kiếm những cái lò manh vô thử cựa đi. Còn đây Tuấn không có cựa nha, từ nào giờ chỉ chở rau thôi chứ không có cái cây cựa nào hết nha anh em. Rồi, góp ý với những anh em đấu đá, những anh em máu thắng nha. Đó, rồi trở lại với vấn đề chính nha anh em. Rồi em rất là thì thầm nha, 62 gen đồn chở rau nó im ru rồi nè, nó như một cái con xe zin nhỉ, yếu xêu rồi nha anh em. Rồi cũng như những cái bài trước và cũng như thường lệ nha, Tuấn cho em nó một tua rô đai nha anh em, hết một tua rô đai rồi mới tính chuyện em nó, coi em nó sẽ chở rau hay chở cái gì nha. Rồi, rồi Tuấn nói nè, những cái thành phần mà thích chạy tiền đấu đá với Tuấn đúng không, Tuấn nói thẳng luôn, tuyên bố luôn, Tuấn đón tiếp luôn, Tuấn có số điện thoại hẳn hoi, có địa chỉ hẳn hoi nha. Ngon thì cứ alo trực tiếp, ngon đến tận địa chỉ, đón tiếp những thành phần đó đồng hậu luôn nha. Đó, Tuấn tuyên bố một câu như thế. Và câu quan trọng nhất, Tuấn mà không quỳ xuống, Tuấn lại xin thua nữa, Tuấn làm con hết cả thế giới này nha. Đó, Tuấn nói cho nghe, cứ đến đi, Tuấn đón hết, Tuấn quỳ lại, Tuấn xin thua luôn nha. Đó là những thành phần tất tấu đá chạy tiền nha, đến đây tao quỳ lại hết, xin thua tụi bay, cắm cho tụi bay cây nhang luôn nha. Cứ lò cùi bắp đậu má, cái lò như con cạc vậy, ngon kiếm những cái lò mà nó mạnh đi, con lò nè nhìn cái tiệm là biết rồi, đậu má quá xoàng luôn, náo ra cái gì hết trơn, nhỏ xíu à. Chủ yếu kiếm chén cơm là chính, chở rau là chính, nuôi heo là chính nha. Xin lại trước luôn mấy thành phần đó nha. Rồi ok anh em, 62 tự do nha. Em đã xong một tour rồi đây nha. Bây giờ là tính em nó bài ống ga nha anh em, rồi sau đó cho anh em về chơi Tết mạnh nha.
phút thôi, tại vì tới 12 giờ là vi phạm. Rồi, những cục máy mà lớn tự do như thế này thì không có làm cứng ống gai em nó được nha anh em. Vài cái nhẹ nha, tranh thủ, với lại cũng sắp giờ trưa rồi nha anh em, không có dám làm quá em nó. Vài ống gai nhẹ thì anh em chúng ta cũng thấy là em nó rất là tơi tái rồi nha. Tấn cũng không có dám làm quá em nó với những cái cục máy tự do ha, cháy lớn, làm quá em nó là nó nằm một đống ở dưới đất rồi nha anh em. Mọi thứ thì còn cần phải xuống đường nhé, vài ống như thế để anh em mình cảm nhận quy lực của em nó, như thế là cũng đủ làm anh em mình tê rồi nha. Đây là ông thở thêm của em nó nha. Rồi, như anh em cũng thấy thì em nó có đề. Đó, như tưởng bấm đề cho anh em mình xem. Anh em nào thích đạp thì đạp, còn thích đề thì tưởng vẫn đáp ứng cho anh em nha. Quá là chịu hiền luôn nha anh em, với con 62 tự do, cảm giác như là em nó yếu xìu như một con xe zin luôn nha anh em, rất mềm mại và rất im dịu và rất chịu hiền nha. Rồi thì em nó sẽ chịu hiền với tư thế gan ti nha anh em, còn mọi thứ sẽ hoàn toàn khác khi anh em chúng ta đụng tới ống ga của em nó nha. Rồi, những cục máy của mình làm gì làm, khi buông ra là em nó phải thẳng băng như thế này nha anh em, đó mới gọi là một cục máy mượt mà và chân chu nha. Rồi, clip tới đây thì Tấn đã hoàn thành một cách chỉnh chu nhất từ bên trong ra ngoài cho anh em mình xem, và tới những ống ga nhẹ nhàng để anh em mình cùng cảm nhận giải trí thì Tấn đã hoàn thành đầy đủ. Bây giờ là Tấn sẽ kiểm tra một tour coi có cần gì phải canh chỉnh nữa thì Tấn sẽ canh chỉnh cho em thật chỉnh chu, thật mượt mà, thật êm, và giao về cho anh em để anh em có một cục máy chơi Tết mạnh nha. 62 tự do. Rồi, bây giờ là Tấn sẽ kiểm tra và canh chỉnh sơ lại cho anh em. Thì clip tới đây đã chỉnh chu và hoàn chỉnh cho anh em rồi. Bây giờ Tấn xin tạm dừng clip tại đây nha anh em. Rồi, một câu buông thở, chúc tất cả anh em chúng ta gần xa, mọi miền tổ quốc thật nhiều sức khỏe nha. Thật nhiều sức khỏe rồi thì lại tiếp tục thành công hết tất cả mọi thứ trong tâm trí nha anh em. Đó là một câu huyền thoại của Tấn đưa vào từng video clip cho anh em mình luôn. Và chúc tất cả anh em chúng ta một mùa Tết thật thành công nha. Túi quần của anh em, em chúng ta luôn thuận và tắt nha. Bởi vì em nó luôn đầy ắp tiền bên trong đó nha. Rồi, Tấn xin chào, hẹn lại anh em với clip sau.